Hi, xin chào quý khách hàng thân thương và thân mến, lại quay lại với kênh máy xúc cần cẩu và xe ben của bên mình. Và bên mình đang có một em đi cực kỳ đẹp luôn mọi người nhé, với cái này luôn ạ. Giá cả thì cực kỳ hợp lý với tất cả anh chị em nào đang có nhu cầu mua dòng XHI này 60. Máy lạnh, đồng hồ các thứ đầy đủ, chân cẳng hai bên đều như nhau, quay toa quay nhanh như kiểu mặt trần luôn mọi người nhé. Rất là thích hợp với tín đồ của XHI 60. Mọi người có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là số Zalo mình để trên phần mô tả và góc trái của màn hình video mọi người nhé. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý và còn cô bác ở trên kênh máy xúc cần cẩu và xe ben của mình. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video cũng như những sản phẩm và siêu phẩm bên mình đưa ra ở trên kênh của mình. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý chị và con cô bác ở trên kênh của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh.